không được phát. Lớn lên, lớn lên, lớn lên ba dạy cho con làm gì nhé. Rồi bây giờ ba sẽ hát cho tụi con nghe nha. Old MacDonald had a farm. Chị đi không muốn nghe ba hát rồi. Mình không biết. Tại mình hát cũng đâu có tệ lắm đâu ta. Mà cứ hát, các tiếng hát lên là nó phản ứng. Hoặc là đánh đàn là nó rất là ghét. Nó không có cho bất kỳ ai đụng cái đàn. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on the farm he had a car. Cái gì vậy? Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Hey. Xấu tính quá. Kỳ cục. Cái gì đó? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Con không muốn nghe ba hát hả? Hả? Sư ba hát cho con nhiều mà. Hả? Tại sao con khóc? Giờ con muốn sao? Chắc BG thì sẽ thành nhạc sĩ. Quy nào rất là nhạy. Mình cũng dễ khó chịu với âm thanh. Chắc là cái đó là một cái bản năng của những nhạc sĩ. Ok, giọng hát của ba hả? Chị muốn nghe mẹ mẹ hát hả? Ba hát dở quá hả? Ba hát dở quá nha. Đi. Một, hai. Một, hai. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. Viettel Media sản xuất và phát hành.